Xin kính chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Nắng nóng gay gắt làm đảo lộn kế hoạch của nhiều gia đình trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Những ngày qua, nhiều khu vực trên cả nước có nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi lên đến trên 42 độ C. Đợt nắng nóng diễn ra đúng vào dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, khiến các hoạt động vui chơi của người dân bị ảnh hưởng không nhỏ. Tại chảo lửa miền Trung, nhiệt độ cập nhật lúc 13 giờ ngày 29 tháng 4 ở các khu vực hầu hết đều trên 41 độ C. Cụ thể, Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có nền nhiệt phổ biến từ 40 đến 42 độ C, có nơi trên 42 độ C như Tương Dương, Nghệ An 42,1 độ C, Đông Hà, Quảng Trị 42,4 độ C. Trong khi đó, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Thanh Hóa, từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam Bộ cũng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nền nhiệt phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C như Yên Châu, Sơn La 41,3 độ C, Tam Kỳ, Quảng Nam 39,7 độ C, Ba Tơ, Quảng Ngãi 40,4 độ C, Sơn Hòa, Phú Yên 39,8 độ C. Các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và Tây Nguyên có nắng nóng, nền nhiệt phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 37 độ C như Ayunpa, Gia Lai 38,2 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 55%. Trong cái nóng hầm hập, nhiều người vẫn phải mưu sinh ngoài đường. Ông Đoàn Văn Hưng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, chạy xe máy dịch vụ cho biết, thời tiết càng nắng nóng, ông càng nhận được nhiều đơn đặt chuyển hàng. Để tránh ảnh hưởng từ nắng nóng, ông hạn chế nhận đơn di chuyển vào giờ cao điểm nắng nóng từ 11 đến 15 giờ. Ông cũng chủ động mang theo một bình nước lớn khi đi làm, tuy nhiên vẫn không đủ cấp cho cơ thể. Nắng nóng kéo dài trong đợt nghỉ lễ cũng khiến kế hoạch giải trí của nhiều gia đình đảo lộn. Chị Vũ Thị Thu Thủy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, dự định cùng gia đình lái xe tham quan một số điểm vui chơi tại các tỉnh lân cận Hà Nội. Tuy nhiên, khi thấy nắng nóng gay gắt xuất hiện đúng đợt nghỉ lễ, gia đình chị quyết định không di chuyển đến nơi xa mà trú chân tại Hà Nội, tranh thủ đi một số nhà sách, siêu thị, rạp chiếu phim. Các chuyên gia khí tượng thủy văn dự báo, nắng nóng trong ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vẫn diễn biến phức tạp. Cục bộ, nắng nóng tại một số khu vực có khả năng suy giảm. Cụ thể, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 đến 42 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30 đến 40%. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An, ngày mùng 1 tháng 5, nắng nóng suy giảm. Bắc Bộ từ ngày 30 tháng 4 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 đến 42 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35 đến 40%. Ngày mùng 1 tháng 5, nắng nóng suy giảm. Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 50%. Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%. Các chuyên gia cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ còn có khả năng kéo dài. Từ ngày 3 tháng 5, nắng nóng có khả năng quay trở lại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ khoảng ngày 4 đến ngày 5 tháng 5, nắng nóng giảm dần. Độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên cấp 2. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Bộ Y tế hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng cho cộng đồng và người lao động. Ngày 3 tháng 4, Bộ Y tế khuyến cáo như trên trong công văn gửi các địa phương về dự phòng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, người lao động trước tác động của nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn. Khuyến cáo được đưa ra trong bối cảnh nắng nóng gay gắt xuất hiện tại nhiều địa phương cả nước. Đặc biệt năm nay, miền Bắc xuất hiện nắng nóng sớm hơn một tháng, còn miền Nam thường xuyên từ 37 đến 38 độ. Những vấn đề sức khỏe thường gặp ở mùa này là say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nóng. Theo Bộ Y tế, Nguyên nhân chủ yếu là phải tiếp xúc quá lâu hoặc làm việc trong môi trường nắng nóng, nhiệt độ cao, hoặc cũng có thể do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột. Nhóm có nguy cơ bao gồm người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai, người làm việc luyện tập với cường độ cao ở ngoài trời nắng lâu, hoặc trong môi trường nóng bức như nông dân, công nhân lò gạch, lò luyện gang thép. Những người mắc các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, đái tháo đường cũng dễ bệnh nặng. Biểu hiện bệnh phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc với nắng nóng, mức độ tăng thân nhiệt của cơ thể. Ở mức độ nhẹ, người bệnh mệt mỏi, khát nước, hoa mắt, chóng mặt, tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, hồi hộp, đánh trống ngực, chuột rút. Mức độ nặng là đau đầu dữ dội, khó thở tăng dần, cảm giác buồn nôn hoặc nôn, yếu hoặc liệt nửa người, co giật, ngất xỉu hoặc hôn mê, trụy tim mạch, tim đập nhanh, huyết áp tụt và có thể tử vong. Vì vậy, Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng, mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi. Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột, cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài bằng cách tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi đi ra ngoài trời. Tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả, nên có món canh trong bữa ăn hàng ngày, uống tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước một ngày, uống thành nhiều lần, không nên uống quá nhiều nước trong một lần. Rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng và sức chống chịu của bản thân với điều kiện thời tiết nắng nóng. Người phải làm việc trong thời tiết nắng nóng cần bố trí thời gian làm việc vào những lúc mát mẻ như sáng sớm hoặc chiều muộn, hạn chế thời gian làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. Nếu bắt buộc phải làm việc thì không nên làm việc quá lâu trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Nên định kỳ sau khoảng 45 phút đến 1 giờ làm việc thì nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát từ 15 đến 20 phút. Hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể, đặc biệt là vùng vai gáy. Sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp khi làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính. Mặc quần áo rộng, thoáng mát và thấm mồ hôi, có thể sử dụng thêm các loại kem chống nắng. Không sử dụng các loại đồ uống có cồn, cần uống nước đều đặn trong suốt thời gian làm việc. Uống thêm các loại nước có bổ sung thêm muối và khoáng chất như oresol đối với những người bị mất nhiều mồ hôi trong quá trình làm việc. Khi uống nước bổ sung khoáng, cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất. Những ngày qua, nắng nóng xảy ra trên cả nước. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đánh giá năm nay Bắc Bộ nắng nóng sớm hơn so với trung bình nhiều năm, khoảng 1,5 tháng. Trung Bộ và Nam Bộ sớm hơn 1 tháng. Nhiệt độ trung bình tháng 3 trên toàn quốc cao hơn trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng một số nơi Tây Bắc Bộ cao hơn 2 độ C. Nắng nóng đến sớm do tác động của việc trái đất nóng lên, biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino. Dự báo thời gian tới, El Nino suy yếu và chuyển sang La Nina. Nhiều khả năng nhiệt độ trung bình ở hầu khắp cả nước cao hơn trung bình nhiều năm. Một số địa phương có thể xuất hiện kỷ lục nhiệt độ cao. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!